Tất cả anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh em ha. Lô buổi tối ngày em lên cho anh em chín con. Hôm nay con còn xin đi qua ít tham 6 ngày nè, lắm lâu rồi mới về được con. Con này là một cặp Makita, nhưng mà hai cái hành này là cái áo khác nhau. Con là cái áo của Robin, con là áo của Makita luôn ha. Thì hai con đều như nhau hết luôn nha anh em. Còn con này là con Nativo. Rồi hàng trên là cái hàng cho mình xài gia đình nha anh em. Có Tanaka gì sao dáng 1.2 triệu, 1.350 triệu, 1.4 triệu và 1.550 triệu là hàng cho mình xài gia đình ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em nha. 0917414042, số này là số Zalo luôn. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo nha. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn ha. Rồi thì anh em thấy kênh hay hoặc là có câu máy nào mà anh chưa có, em mình cứ ưng ý đó, thì anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh để khi mà em có lên lô hàng ngày thì anh em có thể coi, rồi mình có thể lựa cho nó vừa ý mình cho nó dễ. Rồi em vô con đầu tiên, con B1, con Tanaka vượt sao hay là Tanaka mặt phẳng gì đó, thì nó có nhiều tên nha anh em. Rồi con này nòng 30 ly ha, 20cc. Thì nếu anh em nào theo dõi kênh em thì anh em quá quen thuộc cái con máy này rồi. Em hay gọi là Tanaka vượt sao, còn nhiều anh thì sẽ gọi là Tanaka vượt trước, thì tùy theo vùng miền ha. Con này tôm gầy tôm nhôm cho mình luôn, chạy chế zin theo máy luôn nha anh em. Rồi con này có tai, có láp, có đầu bò đầy đủ hết, chỉ cần thêm cái ga đó là xài là anh em chốt làm cho đi luôn ha. Thêm cái công tắc nữa thôi. B1 giá 1.2 triệu ha, quá trời rẻ luôn. B2 là con Tanaka luôn. Rồi Tanaka thì con này là máy buggy đứng nha anh em, thì nó khác con Tanaka số 1, thì con này 32 ly, nó 23cc, nó khỏe hơn cái con B1, chạy chế hai kim, bình xăng zin ha. Bô thì cái áo bô thì em hay nói với anh em cái dòng này đó là nó thiết kế là cực kỳ sắc sảo, cực kỳ tinh tế luôn nha anh em, cực kỳ hay luôn và cực kỳ đẹp luôn. Tôm liền, tôm nhựa ha. Đây Tanaka, công tắc nè, tay gà, ga, láp, đầu bò đầy đủ. Anh em chốt là em cho đi luôn, không có cần phải thêm gì nữa hết ha. B2 giá 1.350.000 nha. B3 là con Tanaka luôn. Nhưng mà có vỏ nha anh em. Con này nặng khoảng 4kg thôi, 4kg rưỡi thôi, nhưng mà tiếng máy thì chạy cực kỳ bốc, cực kỳ đã luôn ha. Em nghe em còn thấy đã lên em ơi. Con này nòng 32 ly nha, nó cỡ 22cc ha, bình xăng zin, chạy chế là chế hai kim. Con này được cái là tôm nhôm nha anh em ha, cực kỳ chắc chắn luôn, công tắc cho mình có luôn rồi nè. Con này thì cái tay là tay zin ha, thì ngày mai em sẽ gắn cho mình một cái tay khác, cái tay đôi cho mình để mình dễ cầm nha anh em, chứ cái tay này thì nhiều anh em khó nó không quen rồi khó xài nữa. Rồi láp có luôn rồi ha, đầu bò có luôn. B3 giá 1.350.000 nha, quá trời máy khỏe luôn. B4 là con Echogen ha. Rồi nhiều anh em thích cái dòng Echogen này là do thứ nhất là nó giá nó rẻ anh em, thứ hai là máy chạy nó bền, nó bền với mình ha. Thứ ba là con này cũng khá là khỏe nếu mà anh em xài gia đình. 32 ly 23cc cũng khá là ổn áp luôn nha anh em. Bình xăng zin theo máy nha, chạy chế hai kim. Con này được cái là tôm nhôm luôn, cực kỳ chắc chắn cho mình luôn nha. Rồi con này có tay, có ga, có láp, có đầu bò đầy đủ hết luôn rồi ha. B4 giá 1.4 triệu nha anh em, khá là ổn áp luôn. B5 con này là con Shin Daiwa. No.
Rồi, con này nòng 32 ly ha, 23cc. Chụp giật có chữ shop là máy giật nhẹ đó anh em, giật nhẹ như trợ lực đó ha. Dòng này lúc nào cũng vậy, anh em nhìn thấy chụp giật mà nó có chữ shop là máy giật nó nhẹ nhàng. Nhìn sơ qua cái thấy cái chữ là biết liền ha. Áo màu đỏ cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Còn bóng bẩy cực kỳ luôn. Chạy chế hai kim, bình xăng zin theo máy nha. Con này tum liền ha, tum nhựa. Rồi con này thì chưa có tay, chỉ cần em bổ sung sim tay cho mình nữa là đầy đủ ha. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ. B5 giá 1.550.000 nha, dòng Shinowa là bao bền cho mình luôn ha. B6 là con Nativo. Tiếng máy quá đã nè mời, tiếng quá bốc luôn ha. Nòng 34 ly, 26cc. Thì con này cũng giống như con Shinowa nãy đó là giật có lò sóng nha, giật như trợ lực luôn nè, giật cực kỳ nhẹ luôn. Chỉ có cái là nó mắc cái tem thôi ha. Chứ máy thì ngon lành cành đào. Bình xăng zin nha, nó có cái đế bao giờ bình xăng lớn màu sắt luôn em. Đây, nó chạy từ trước ra sau nè. À, cực kỳ chắc chắn luôn, bằng sắt nha. Chạy chế hai kim, đặc biệt dòng này là tum gờ tum nhôm, anh em có thể tháo ra đấu xịt thuốc được luôn nha. Rồi con này có tay, có láp, có đầu bò đầy đủ hết luôn ha. B6 giá 1.750.000 nha. B7, B8 là dòng này là dòng nói chung hệ là Makita hết nha anh em. Rồi nãy giờ em thử giật thử anh em, do con này nó bị ngập xăng, còn này nó bị bugi chết anh em, mà do tối rồi cho nên em không có làm thay luôn nha. Em sẽ quay clip luôn, thì anh em nào chốt thì ngày mai em sẽ thay bugi khác cho mình, rồi em sẽ quay clip em gửi qua Zalo ha. B7, B8 là hai con đều chung một hệ là dòng Gobin Makita ha. Thì anh em gọi tên nào cũng được, cũng là của nó hết. Hai con chụp giật đều có là trợ lực hết luôn nha, bình xăng zin theo máy hết luôn, không là không quay lên ha. Một con màu đỏ, một con màu xanh, thì dòng này anh em khá là quen thuộc rồi, nếu mà anh em xài hoài đó anh em sẽ biết ha. Rồi hai con này là tum liền luôn, cái thằng B7 thì nó tum nhôm nha, còn thằng B8 thì nó là tum nhựa. Đây này Makita nó dập nổi luôn nha, anh em nhìn vô anh em gờ anh em biết luôn nè, gờ nó sẽ ngắm luôn đó là nó dập nổi nha. Rồi hai con B8 thì nó có tay, còn B7 thì ngày mai em sẽ gắn cho mình đủ bộ, tại vì là do tối rồi cho nên con này em không có thay bugi em làm giật nổi cho anh em được. Thì anh em nào chốt B8 ưng B8 thì em sẽ quay clip em gửi qua Zalo trách nổi cho mình, rồi xong anh em ok ngon là anh em mới gửi ha. B7, B8 hai con đồng giá, mỗi con là 1.750.000 ha. Rồi cuối cùng là con B9, con Shinowa S26 nha, con khủng long hôm nay nha anh em. Rồi con này nòng 34 ly nha anh em, 26cc. Đây nó còn cái tem luôn nha, S26B luôn, số xe ghi cho mình luôn, Shinowa luôn ha. Con này á, đúng đi ra đáng giống giá nó là 2 triệu, mà do là nó bị mắc cái mão anh em, mà em tìm không có, thì anh em nào xài thì hút nó 2.9 triệu, 100.000, bớt 100.000 nằm ở chỗ cái mão rồi nha anh em. Chứ máy thì ngon lành cành đào ha, tên máy còn đầy đủ luôn, số xe ghi cho mình luôn, đúng giá 2 triệu, nhưng mà mắc cái mão này mắc hơn 100.000 ha. Anh em nào xài thì hút ngay nha ha. Rồi chạy chế hai kim, được cái là tum nhôm luôn nha anh em ha. Rồi con này cũng thiếu cái tay thì ngày mai em sẽ bổ sung sau nha, tại quá trời làm không kịp anh em ơi, nhiều quá quán hàng cho mấy anh kia nữa, với lại dịch này kia rồi phải làm này làm kia làm hết nha anh em. Rồi B9 giá 1.900.000 nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.